Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa siêu chép, hay còn gọi là super chép. Con này model là P103S nhá. Đây cho anh em xem chi tiết. Phía sau này nó cái dòng sắt từ nó hơi bị kim tuyến một chút, anh em hơi khó nhìn. Đây, hơi phản xạ này. Puller model TSP103S đấy. Con này rất là to và gấu. Trở kháng con này là 8 ôm và công suất cực đại là 150W. Độ nhạy là 91 dB, anh em thấy cái củ làm chân nó rất là to. Riêng cái củ làm chân này đã phải 10 phân đây anh em, 10 phân. Cho anh em xem tổng quan con này. Thì hôm nay sẽ giới thiệu chi tiết về con này cho anh em, bởi vì tôi thấy có khá là nhiều anh em yêu cầu là giới thiệu chi tiết về mẫu này, cùng với đó là test âm để anh em nghe thử. Đấy. Đây nhá, đây là cái họng kèn này. Toàn bộ đây là anh em xem này, kim loại nó dày như này đấy. Riêng nói chung là cái phần vỏ như này đã tiền trăm rồi anh em, tính ra mà kể cái phần sắt kim loại này một cặp này nha, riêng bán sắt vụn cũng phải được đâu đó tiền kim loại này cũng đáng đồng tiền này nhá. Cái họng phay rất là sáng, họng tên lửa loe như này khoảng tầm 12 phân, 12 phân chéo như này. Đấy. Anh em thấy nó hoành tráng, nó gấu chưa? Đấy, phía sau lại được làm quả phân tần ở dưới. Đấy. Riêng quả bảng mạch to đùng ở dưới. Chở này, cuộn cảm này, tụ này, đấy. Và đã được đấu sẵn dây rồi, sẵn dây rồi. Dây chép này. Dây này thì anh em đấu có hai cách đấu nhá. Một là cách biến phổ biến nhất là anh em câu trực tiếp vào cọc loa chính, câu lên. Đấy là cách đấu mà đại đa số anh em đều dùng. Còn không thì anh em có thể đấu trực tiếp vào kênh của âm ly, nếu như âm ly của anh em có hai kênh, có hai kênh anh em một một kênh cho loa chính này, một kênh anh em thừa ra một kênh thì anh em đấu cho loa chép. Cái cách này nó tiện cái là khi anh em muốn nghe thì anh em bật bật tắt bật lên, còn khi anh em không muốn nghe thì anh em tắt nó đi, nó tiện ở cái đấy. Còn nếu như mà anh em đã đấu chung cả loa chính rồi thì mặc định là loa chính bật là loa chép nó bật. Đấy nhá. Và giải đáp một cái băn khoăn nữa cho anh em này. Đấu thêm loa chép không ăn công suất của âm ly anh em nhá. 150W là công suất cực đại, anh em lưu cho là công suất cực đại, tức là công suất con loa này nó chịu đựng được. Còn công suất tiêu thụ của nó rất là ít, rất là nhỏ thôi, nó không đáng kể. Anh em nào biết thì có con chép nó chỉ có 2W thôi. Ví dụ con B và B chẳng hạn, phía sau của nó chỉ có 2W thôi. Đấy. Và trở kháng thì cũng không ảnh hưởng trở kháng anh em nhé. Anh em đấu trực tiếp, đấu chung với cả loa chính, không bị tụt trở kháng của âm ly hay của loa cả. Đấy là cái băn khoăn của anh em, tôi sẽ giải đáp cho anh em. Đấy. Ok, về cái vẻ bề ngoài thì anh em thấy này. Vẻ bề ngoài thì rất là gấu, thông thường thì anh em sẽ để trên nóc loa này. Cực kỳ là đẹp. Nhá. Đây, nhìn từ xa. Đây là có bốn cái tai, còn anh em có thể lắp vào thùng cũng được. Nhá. Nói chung là con này anh em cầm trên tay thì nó khá là nặng đấy nhá. Phải cần mấy một con, một chiếc ấy. Đấy, ok. Cái mạch phân tần thì tôi đấu sẵn, việc của anh em là chỉ việc đấu dây là dùng thôi. Thì bây giờ tôi sẽ test nhạc cho anh em nghe thử nhá. Test nhạc, đấy, bật cầm đi lên. Anh em nghe nhá, khi tôi chơi có tín hiệu nhá. Anh em nghe này, nghe kỹ này. Hơi sôi 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 sôi. Đó. Còn tôi ghé vào loa. Tôi tắt tắt loa chép đi. Ghé vào loa này. Anh em sẽ không nghe được tiếng loa chính sôi mà lại nghe được tiếng loa chép nó hơi sôi khi tôi bật lên này. Anh em nghe nhá, đố anh em biết vì sao? Nó hơi sôi sôi nhỏ nhỏ. Đố anh em biết vì sao là loa chép nó lại sôi? Cái tình trạng sôi này là tình trạng sôi nội tại ở bên trong âm ly. Anh em nhá, sôi nội tại ở bên trong âm ly, những con sò con transistor nó rền gì? Nó kêu. Bởi vì con loa chép này nó nhạy quá, cái độ nhạy nó cao quá. Nó quá là nhạy, kể cả những cái nhỏ nhất nó cũng phát ra được. Thấy anh em thấy chưa? Ngay cả những tiếng sôi nho nhỏ nó cũng thể hiện hết ra bên ngoài. Đấy. Đây là những cái dòng mà những dòng loa độ nhạy cao thì nó hay có những cái tiếng sôi nho nhỏ như vậy. Nhá. Nó thể hiện một cách trung thực quá. Đấy. Đôi khi là cái gì mà nó trung thực quá thì nó lại không tốt là như vậy nhá. Đây là cái điểm trừ. Đấy nhá. Còn lại thì không vấn đề gì. Đây tôi sẽ test cho anh em nghe. Tôi sẽ tắt chép đi nhá, tắt chép đi. Anh em đang test thử không có chép nhá, không có chép đó.
Rồi bây giờ tôi sẽ bật chép lên cho anh em nghe này. Tôi bật chép lên này. Anh em nghe tiếng ngón sáng ngón lẩy tanh tách nghe rất là sướng. Chưa? Anh em nghe khoái chưa? Đó, tắt chép đi nhá, tối hẳn luôn này. Đó, tắt chép đi nhá. Rồi. Bật lên này. Tạm dừng một chút nhá. Quý vị thấy tiếng chép nó rất là sáng. Con này là dòng siêu chép, đã gọi là super chép, tức là nó vươn được lên những cái giải siêu cao tần. Trên 20.000 Hz thì người ta gọi là loa siêu chép, chứ thực tế không có khái niệm về loa siêu chép anh em nhá. Ok. Đấy, bây giờ thì cho anh em nghe thử về tiếng chép không nhá. Tắt loa đi. Cho anh em nghe thử tiếng chép không này. À, tiếng chép không. Quý vị tập trung vào tiếng cái giải cao. Nó chính xác, nó rất khoát, nó không bị vang vọng. Anh em nên đeo tai nghe, đặt tai nghe những cái giải siêu cao nó sẽ thể hiện một cách rõ hơn. Ở đây là tôi đang thu trực tiếp bằng điện thoại, đôi khi có nhiễu ồn bên ngoài, chưa tính. Đó. Anh em nghe tiếng chép không đã mịn rồi, và nghe lâu nó không bị mệt, nó không bị đau tai. Đây cái cơ bản. Đó. Rồi, cái cuối cùng. Cuối cùng. Đó. Báo giá cho anh em để anh em biết được anh em căn tiền anh em đặt nhá. Giá 1.250.000 đồng. Công khai liêm yết giá bao ship toàn quốc nhá. 1.250.000, quý vị sẽ được gì? Được một cặp loa siêu chép Pioneer P103S đã lắp sẵn mạch phân tần, lắp chân, đấu sẵn dây như thế này. Về anh em chỉ việc cắm là dùng thôi. Hình thức đặt hàng em liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin 0908 722 688, giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán, đặc biệt bảo hành đến lúc hỏng anh em nhé. Bảo hành 4 năm. Đấy. Gì nhỉ? Anh em nào mà không muốn gọi điện thì có thể để lại số điện thoại ở phía dưới thì tôi sẽ liên hệ tư vấn cho anh em nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như quý vị yêu thích cái mẫu loa Super Chép tôi vừa giới thiệu thì hãy liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin nhé. Và ngoài ra phía dưới này có một mẫu nữa, con này tôi sẽ giới thiệu anh em rồi. Con này cả chọn bộ này chỉ có 630.000 thôi. Chọn bộ con này mua là P8802 nhé, P8802. Đấy, để giờ sẽ nhỏ hơn anh em thấy này. 630.000 một cặp. Đấy nhá. Mỗi ngày. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.